sống trên đời có hai loại người không đẹp được. Thứ nhất, mấy cái thằng mà nó làm biếng uống nước với mấy con mà nó chán bú sữa. Mấy đứa đó sau này thiếu canxi thế bà nội luôn nè. Bộ ba thần thánh cho Duy Nguyễn sáng chế nè. Mấy bạn nhân viên văn phòng này nọ, giám đốc, ABC các kiểu, tất cả mọi người đều phải có cái này. Nó luôn quan điểm Duy là người miền Nam, cầm tiền mà xài thôi, đúng không? Không có để cho con cháu sau này nó hư mẹ ơi. Còn quan điểm người Bắc thì không dám xài. Nó chết cũng nằm trong cái hòm củ xì nữa. Con cháu phá của thể hiện cũng banh thôi. Chào mấy bạn, 6 năm rồi đó, 6 năm mà chưa dậy sớm vậy. Giờ là gần 10 sáng. Tại bữa nay có hẹn video mấy em. Tụi nó nói trời Duy Nguyễn dạo này sao anh xuống cân ghê vậy anh. Thấy anh ăn như trâu vậy mà cũng xuống cân nữa hả. Tao có bí quyết hết. Bí quyết gì? Cũng có gì mới hả? Nhịn ăn thôi. Nhịn ăn thì mình xuống cân thôi. Mày ăn cái lúc mà mày lên màn hình mày livestream mày ăn bình thường mày nhịn. Chị cũng biết nữa. Đúng không? Nhưng mà nhịn đói bụng quá sao chịu nổi, anh sợ chó. Đúng không? Nhưng mà nhịn đói bụng quá sao chịu nổi, anh sợ chó. Ê hổ mày. Cái này anh đam được nha. Mấy em nói chuyện với anh, mấy em biết anh ai không? Giám đốc Duy Nguyễn. Doanh nhân trẻ thành đạt ở lứa tuổi 30. À, hôm qua trên livestream nói gì? Tuổi 30 phấn đấu cho em cầm cái cạc VIP trên người. Cái cạc VIP là cái cạc bữa hổm. Nhưng mà khi mà trên tay các bạn á cầm một đống thẻ vậy nè, nào dám ho mày, đúng không? Nha. Tại vì anh chẳng qua anh livestream là anh nói chuyện giỡn với mấy em thôi. Anh chửi mấy em nghèo. Để làm chi? Cái đó là kêu là trong tam thập lục kế, kêu là kế khích tướng. Còn có tiền nữa đâu? Mẹ bà nó có tiền lúc mày. Lúc mày đã đời thua. Thua anh làm gì? Đi rút thẻ tín dụng ra, mua phỉnh. Kêu là kế khích tướng. Mấy em nhớ lại coi. Tam quốc đó, mỗi lần mà Gia Cát Lượng mà chửi thằng Trương Phi là giờ nó ăn à. Tại đây xin được tạ lỗi thất lễ với tiên sinh. Lần này tôi giết được 2.000 quân, phải là thân giản quân, đều là nhờ công của tiên sinh cả. Thấy không? Cái đó là kế mấy em. Thầy nói là ai nghèo nhục. Không phải nghèo là nhục mấy em. Chúng ta phải thấy chúng ta nhục cái đã. Và chúng ta phải gọi là thù hằn cái nhục cái đã. Thì chúng ta mới cố gắng có động lực kiếm tiền. Có động lực kiếm tiền á thì mới là giám đốc mà sáu múi với anh. Nói chung cái gì cũng là tiền hết. Cách nói của anh có cách. Cái đó nghệ. Nghệ thật nói chuyện. Không bàn được nha, mấy em thông cảm. Sáng rồi chưa ăn như thế nè. Phải dậy mấy em. Sáng giờ là phải nhịn đói. Anh Duy nhịn đói. Anh Duy đẩy cục như ba 55kg bên đẩy. Hứ ấy nó đè nè. Đẩy hứ ấy nó đè. Tại sao anh Duy có được thần thái đó? Tại vì anh Duy triết lý Duy phù dục sống. Người ta ai chẳng có mỡ. Đó, ốm nhách là cũng có mỡ nè. Nhưng mà cái mỡ nó mỡ vô dụng. Còn cái mỡ của anh là mỡ hữu dụng. Đúng không? Anh nhịn sáng. Sáng là nhịn đói. Tức là nhịn sáng, nhịn đói, đói là nhịn sáng nha. À, rồi, để anh Duy livestream, để anh Duy quay video, để anh Duy nói chuyện một cách bay bổng hồn thơ lai lạc. Tại sao? Tại não hoạt động như đâu, nhờ mở, mở nhờ đâu, mở nhờ từ bộ ba thần thánh cho Duy Nguyễn sáng chế. À, làm gì làm nó thiệt chứ bạn anh Duy. Mấy bạn hỏi anh Duy ơi em uống này 2 tháng rồi có lời không? Anh tao uống gần 20 năm rồi đó. Tao uống gần 20 năm rồi đó. Ai nói lộn. Nói chung là nó hơi lố, em dạo này không biết bị gì nha. Nó hơi lố một chút, uống này mới 4 năm rồi. Vậy thì cái này á, thằng đen đốt mỡ, thằng trắng đốt mỡ luôn. Hai thằng trắng như đen là cái như kết hợp đốt mỡ. Cái không kích thích với cái kích thích. Phải có kích thích men. Phải có kích thích mới có được. Vô đi em, vô đi em, vô. Sao đó. Thằng này quýnh da thua hoài rồi, tao sợ luôn rồi. Đó. Để đây. Rồi xong rồi chào khán giả, ăn cái xuống dưới kho làm tiếp đi em. Quýnh gà nuôi ngoan lắm. Đó. Ghê chưa. Giờ nghiêm túc. Không giỡn nữa, tại video thời lượng 5 phút thôi. Cái này á, uống tốt nhất là lúc bụng đói. Nhưng mà đói bụng á, chúng ta uống vô giống giờ uống nè. Thì các bạn sẽ bị say sẩm. Say cà phê ngủ luôn à. Đó là nội công cao mới chơi được. Giống như Duy thì uống được. Nhưng mà mấy bạn bắt trước. Mấy bạn mà bắt trước, mấy bạn nhân viên văn phòng này nọ, giám đốc, công trình, ABC các kiểu. Tất cả mọi người đều phải có cái này. Cái này là bắt buộc rồi. Thằng nghèo không cần này thôi. Thiệt luôn á. Tại sao nghèo không cần? Tại vì nghèo chưa có nghề nghiệp, chưa có nghề nghiệp thì không cần đi làm. Làm có cần này.
con này là thứ nhất là bao nhiêu đối tác của Di nhờ mà Di cho này nè mấy bạn. Nó kêu là gì, con đường quan lộ thần tốc, thăng tiến thần tốc với hot girl luôn. Phải làm việc quá tốt của em, tập trung kinh khủng, làm không sai sót luôn. Đó, cái này nó quan trọng. Nếu mà Duy không có cái này thì cũng chả có ngày hôm nay. Cả về tiền, cả về tình, mà cả về body nữa. Thật sự luôn á, không có cái này vô phát một cuộc đời mẹ tập gym xong bảo đảm mà nó mệt nhoài. Tập gym nó hại lắm. Tập xong mà cái đó đuối đuối, không muốn làm gì trơn. Trời, gặp cái nào bà đâu nằm đó ngủ khò khò, nó bỏ luôn. Nó bỏ luôn, đúng không? Vài năm tất rộng để làm chi, ngày thì ăn no tối ngủ khì, anh ơi dậy đi chiều em tí. Câu thứ tư, thằng nào điền được có event. Điền hay nha, điền hay nha. Thằng tao lanh ghê chưa, sáng ăn gì chưa ăn gì hết, lanh vậy đó. Đó là cái gì, minh chứng hùng hồn cho sự tập trung xử lý vĩ đại gym phục vụ cuộc sống. Nè, thôi không nói nhiều nữa. Cái này người bình thường 2 viên, người như anh 3 viên. Cái này là người nào cũng 1 viên hết đó. Thằng này là nó hơi mắc em, thằng này nó VIP nha. Thằng Libo đó là kêu là Libo phá mà lì. Libo phá mà lì là nguyên dòng họ Libo luôn. Nói nhiều loại Libo lắm, nhưng mà cái căn bản nhất là hàng Libo này. Rồi cái thấp thấp hơn là Libo đen với thằng Libo kia. Nhìn nghe bánh đầu đó, con Libo ấy ấy nữa. Libo phục vụ cho chuyện ấy ấy á. Nó hốt nhập nha. Nhưng mà cái này đâu này bỏ ngủ được, đúng không? Nên anh Duy mới chỉ cho bạn một cái bí kíp mà ngày hôm nay anh Duy mới nói. Chứ tôi gì nói, nói hết đề tài làm video sao ra. Thay cái này mà uống mình nước lạnh. Đừng, never. Đừng bao giờ uống mình nước lạnh nha mấy đồng chí. Tại vì sao, uổng thôi chứ gì hết trơn á. Mình có tiền mà. Một là uống bằng cái này. Còn hai là uống bằng cái kia. Còn Duy Nguyễn thì sao? Có tiền uống cả hai. Nhưng mà không phải tức là trộn vô uống một lần, không nên. Tại vì sao, cái này 40g protein, cái kia 27g protein, cộng vô là 67g protein. Uống vô cho chết bà hả? Hả? Đúng không? Mình phải có nghệ thuật, cái khối lượng protein mình nạp tối đa lần 50g thôi, như Duy 50g. Nhưng đạt 30. Nó ốm lắm. Mà thằng này nó đạt 30 chắc nó phụ được 10 vậy. Nó tập gym em. Còn Duy Nguyễn nó nạp, bí kíp là nạp khoảng chừng 50 thôi. Còn nếu mà nó nhiều hơn 50 thì chia làm 2 lần nạp. Vậy thì giữa hai thằng này là hấp thu nhanh nhất, đương nhiên là thằng này rồi. Thằng này là quay chiến lược mà ba. Titanium Isolate hấp thu siêu nhanh, labo siêu đẹp, cô động labo. Mấy hôm qua mới trả tiền cho Rita bỏ hết mấy trăm triệu luôn. Ứng tiền nội thất quận 7 em. Nội thất quận 7 ứng sẵn. Tao nói thiệt với mày, nói chứ phải chơi mấy cái hàng độc đó, khách hàng cực lắm. Nhiều khi tụi em mua hàng BBT bắt chuyển khoản tụi em cứ la. Tao nói thiệt chứ mày, tao mua cục gạch thôi. Nó tốn hết 3-4 triệu rồi chưa mua được á. Biết tiền gì không? Tiền xăng với tiền cho nhân viên đi coi á. Trời ơi, nó lên mạng nó dán gạch đồ gạch inox, đồ đẹp đồ đẹp. Alo, trời, nó bán thiết bị vệ sinh không à bố. Theo đồ dê bán thịt chó. Xong rồi cái đạt đó. Hồi anh ơi, em đi ra thì nghĩ xa, cũng ba xa kẹt xe lắm. Thì em đi em ra đường Hiệp Thành quận 12 có showroom luôn nè anh. Quá nghe nó thiệt chứ mày. Cái chỗ nhà quê đó, mày bán gạch đó gạch dễ bán cho ai? Biết chắc chắn là không có rồi. Nó treo đồ dê bán thịt chó thôi. Thiệt á, thiết bị vệ sinh thì có, gạch inox hiếm lắm. Xong rồi chạy cho tao làm kỳ khởi nghĩa kìa, đi cả buổi trời luôn. Giờ chưa mua được cục gạch. Để làm công trình quận 9 đó mà. Nên bây giờ bạn biết sao quận 9 nó bị trễ không? Nó bị động. Tại vì thằng thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu mấy em. Má mới làm tiêu chuẩn châu Âu lần đầu, không có mua chút nguyên liệu. Bây giờ đi kiếm từng món khổ quá. Thôi rút kinh nghiệm quận 9, bây giờ quận 7 đặt cọc luôn. Y nát, ô lộn, thiết bị vệ sinh color. Đó, thiết bị vệ sinh color. Nên anh nói lộn cái gì? Thằng labo. Cái này là label nha, label. Nó label đẹp lắm. Thằng này là hàng quay chiến lược nè, hàng rất là tốt, siêu hot nè, thiết thật cho sinh viên luôn, giá cũng phải chăng nữa. Tại vì BBT phân phối 5 vòng quay. Mỗi vòng quay có một phân khúc thị trường khác nhau. Còn thằng giàu thì nó uống hết, nó làm gì, thôi mệt quá nó uống đi. Khui ra, nó hồi xỉu giờ. À, sáng sớm mà đủ gần cũng lặn hết rồi. Gần lặn hết. Chút xíu á, vô phòng gym bào nó mới ra. Ê, đừng có để nó rớt cái bàn pizza mày. Tối còn lại qua đây livestream pizza, quay video pizza kiếm ăn cũng được lắm á. Bởi vậy khi mà chúng ta có nhiều sub á, cái cách phối hợp sub của chúng ta nó cực kỳ, nó quan trọng em. Tại anh quay video nó nhiều thôi chứ bình thường anh uống cái là cái đéo xong rồi. Không có nhiều đâu đó. Anh đi là gọi là gì? Nhân tài ẩm thực em. Anh quay ẩm thực nó sốc lắm. Coi tôm chưa? Yes. Ủa nó nhiều vậy? 3 ký mà em. Con tôm chuẩn bị coi tiếp 20 cua nha. Nó luôn quan điểm gì là người miền Nam.
cầm tiền mà xài thôi, đúng không? Không có để cho con cháu sau này nó hư mẹ ơi. Wow. Còn quan điểm người Bắc thì không dám xài, nó chết chết cũng nằm trong cái hòm củ xì gì nữa, con cháu phá của thể hiện cũng banh thôi đó, em hiểu không? Mình bởi mình làm cái đồng tiền, mình quản trị đồng tiền cho nó đúng thế thôi. Mọi người có một phong cách nha, không có một quan điểm nha, không có chửi nha ba. Ba vô chửi luôn rồi đi phạt bằng muỗng thôi đó. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, hàng xịn mà ba đó, thấy chưa? Bỏ vô chứ đâu có pha gì nữa. Ủa, pha vô thành 54g đầu tiên cho chết hả mày? Rồi nè, tao cho 22 cái thùng. Ôi, má quay đặc tả đi con. Nó quay có tới bây giờ kìa. Xong rồi lại lấy nước, nước cũng quay nữa hả? Không có tụi bay khá ngay vậy. Trời ơi, mày ngay gì luôn hả? Làm bây giờ là cái phong trào làm video YouTube nó không bằng như xưa hay sao mày? Nó chân thật, nó phủ phàng luôn. Hồi xưa video càng đẹp càng nhiều view, bây giờ con nào xấu lên vô nhiều. Đó. Tật đi uống nhiều nước lắm mẹ, ta pha lần bình không à. Bởi vậy đi đái cũng ra mỡ nữa. Anh Duy đốt mỡ kinh lắm em. Nếu mà không có cái này, thứ nhất anh Duy không làm được luôn, đừng nói tập tạ. Bởi vậy cách phối hợp dinh dưỡng của anh Duy nó hơi bị đẳng cấp á. Sao chị tiền nó cũng nhiêu đâu, đúng không? Như bạn bè tao kìa, nó chở gái ngày nào cũng đi ăn nhà hàng năm sao lên bút cái phòng sọt luôn, mắc còn quá cha nữa. Biết bò bán nhiêu ký ngoài đường không hả? 3 triệu ký chưa thuế, chưa phí phục vụ đó ba. Chưa kể bữa nào nó ngứa nú, nó ăn tơ cua hoàng đế hay là mấy con mà chim chép con nhập hay là mấy con bào ngư Canada đồ. Thôi gái phá mồi thôi, mua cho nó nhiều, nó ngồi nó múc tay không nó ăn gì đâu. Quá. Quá. Tao mà sống thời Kim Dung là Châu Bá Phong đi ngủ. Không hiểu thôi. Mệt quá. Không giỡn nữa nha, uống vậy nè ba. 2 viên. Hả? Chị uống kỹ kỹ, tao làm nhanh nhưng mà này kỹ nha, biết kiếp nha. Rồi vô. Mấy em nào coi livestream của anh thì biết gọi gì đúng không? Có coi phim thần bài không? Bình, chết mẹ. Chết mẹ. Ông ơi, anh liền chưa tới, liền chưa tới, lại yeah. Nè, là đập. Bình cái, gọi bình cái, gọi đặt đi. Xong rồi lấy ngón tay phọc vô đây, búng cái đô trong đây nè. Không còn nào hết. Anh làm chưa được. Ý nói gì, thích phim thần bài đó bạn. Nè, ba viên. Đầu tiên đừng uống nó trước, tráng miệng cái ra. Công nhận tao nói tao mệt. Nãy giờ đốt chắc được 50 calo. THOL gym phục vụ cuộc sống. Sống trên đời có hai loại người không đẹp được. Thứ nhất, mấy cái thằng mà nó làm biếng uống nước với mấy con mà nó chán bú sữa. Cuộc đời nó không biết sữa là gì luôn. Mấy đứa đó sau này thiếu canxi theo bà nội luôn nè. Có thiệt chứ không? Ngày đi chơi hai gói này dư canxi nha. Canxi nó giúp cho xương mình cứng, không bị loãng xương này nọ. Ví dụ như tới tuổi nhanh đi, cái thế này nè mấy em, mới khum vậy thôi nó gãy rồi. Huống hồ vậy. Trời, ông nội mẹ ơi. Đúng không? Tập gym ba. Huống hồ vậy. Tập gym có thế này không? Nè vô. Tập gym, mày vô. Không, hả? Không, có hết ông nội. Má đầu óc thằng quỷ, mày phi này nghĩ bậy quá. Thôi uống mày ơi. Lắc cho nó xuống nước. Nói chung là tao không sinh học tao quên nè mẹ. Từ cái miệng mình đi xuống cái bao tử mình đúng không? Nó có đường ống. Đường ống nhựa PVC. Đường ống nhựa PVC. Đó thì mình còn phải uống, mình lắc cho đường ống nó xuống, nó bị ngẹn ngay. Không. Thôi, còn như đây nó vô một phát nữa nghỉ nha. Cái video là cách hướng dẫn là nhịn ăn sáng mà an toàn bụng 6 múi. Có mấy đứa nhịn ăn sáng ngu nhịn thiệt luôn, chết ngắt. Tức là sáng mình phải có một cái nguồn calo tốt. Một cái nguồn calo tốt nhất là cái nguồn calo nãy giờ Duy sử dụng. Một nguồn calo siêu sạch. Mày nhìn kỹ coi. Quay lao beo coi. Calo siêu sạch, calo toàn số 0 không à. Đúng không? Calo siêu sạch luôn.
Nhưng mà cái lượng calo này nó rất là nhanh. Cái lượng calo này giống như chạy roda vậy. Lượng calo này nó khoảng 110 vô cơ thể mình trong vòng 30 phút banh. Thì 30 phút sau em phải chơi gối này vô. Cái gối này là hoàn chỉnh nhất trong một buổi sáng. Còn nếu mà các bạn buổi sáng các bạn không có được cái gối này, các bạn phải binh một số cách khác. Gối thần thánh này là meal replacement. Meal là bữa ăn, replacement là sự thay thế. 60 gram gói, tô phở 11 đô, bo phí 2 đô, 13 đô, 13 đô nhân cho 23.5. Khoảng bao nhiêu ấy? Gần 300 ngàn đúng không? Dinh dưỡng không bằng được cái này. Tại trong tô phở nó có những nguồn calo rất là nguy hiểm. Calo đến từ béo của bò. Calo đến từ lòng đỏ trắng trứng gà. Đó. Lòng đỏ trắng trứng gà tức là ăn lòng trắng bỏ lòng đỏ cho quán phở. Cái thằng này mày gài cái gì? Hả? Mày trứng mày là khôn dịch sao mày? Tao thấy mày sửa lên mấy chỗ rồi đó. Mày thấy mấy tập tạ đó là nó ra chỗ tiệm phở nó mua lòng trắng không đúng không? Thì lòng đỏ ai ăn mày? Bực cái mình nè. Mày đừng có tưởng tao lô cáp là mày chửi tao ngu nha. Thở vậy đó bạn. Ghê á, thằng khỉ thằng này từ ngày mướn nó về đó gọi là chim mình quay chói nó cười hết á. Đó. 30 phút sau Di xuống cái này. Đó là bữa sáng của Di và Di đam trấu thần thánh. Đó, quy lực vô biên. Chương trình ở đây sẽ được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn xài theo cách của Duy để có được một buổi sáng thật là healthy, thật là khỏe mạnh và một cuộc đời thật là đặc sắc. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.